Cây giống hoa hồng, xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Đây là cái mẫu hoa hồng cherry nhé. Một cái giống hồng thân gỗ rất là đẹp. Cây này nó thoát tầm 80. Đây là một cái mầm gốc lên nhé. Còn đây trước là cái cây dâm cành thì nó bé bé ở dưới này. Đây là một cái giống hoa hồng rất là đáng chơi và đáng trồng. Cây kháng bệnh tốt, khỏe mạnh. Càng có tuổi thọ thì cây sẽ càng đẹp hơn nhé. Thì chính bên bà ngoại nhà em có cái cây này rất là to. Đây là cái cây nhỏ nên là cái chùm hoa nó cũng sẽ nhỏ thôi. Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, từ một quán ốc phố cổ tại Hoa hồng cherry thì sẽ đổi màu theo thời tiết. Khi mà ít nắng thì hoa hồng cherry màu sẽ rất là nhạt. Và khi càng nắng to lên thì màu sẽ đỏ đậm lên nhé. Và kể cả nhạt hay là đậm thì cũng rất là đáng yêu. Mấy hôm vừa rồi thì có trời có mưa to nên là hoa nó có nhạt hơn một chút. Cái lứa hoa này em đáng lẽ em định không chơi nhưng mà em lại để lại vì nó rất là đẹp, rất là đáng yêu. Với những giống hoa hồng thân gỗ như thế này thì mọi người không cần phải mua một cái cây thân gỗ thoát nhiều như này để làm gì nhá. Mọi người có thể mua từ cái cây cành bụi nhỏ như thế này. Rồi khi nào có cành thân gỗ cao thì chúng ta có thể, lúc đấy chúng ta tự gây lên nó sẽ rất là khỏe và đẹp nhé. Đây nhà cây giống hoa hồng cũng lựa chọn cái giải pháp như thế đấy. Mai thì mình sẽ tiến hành mình chiết những cái cành nhỏ này. Những cái giống này thì lại khó, rất là khó chiết nhé. Chiết tỷ lệ cái cành ra rễ nó sẽ kém hơn. Nhưng để có được một cái cây giống, một cái cành chiết giống đẹp thì nhà cây giống hoa hồng vẫn cứ tiếp tục nhân giống, chiết cành và ươm cây cho mọi người nhé. Video ngắn vừa rồi thì vừa mới quay lại cho mọi người cái mẫu cây giống hoa hồng thân gỗ cherry. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ và comment dưới video để cho cây giống hoa hồng ngày càng phát triển hơn và được tiếp cận với các anh các chị yêu hoa nhiều hơn nữa nhé. Xin chào tất cả mọi người.